Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Quảng Nam. Đối với công dân đi từ thành phố Đà Nẵng vào địa phương từ ngày 16 tháng 9, chỉ cần tự khai báo đăng ký, không cần xét nghiệm PCR và không bị cách ly bắt buộc. Theo đó, công dân đi từ thành phố Đà Nẵng vào tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành đăng ký trước qua mạng để được phê duyệt cho phép, xuất trình kết quả phê duyệt tại chốt kiểm tra liên ngành để vào tỉnh. Khi ở tỉnh Thừa Thiên Huế, công dân đến từ thành phố Đà Nẵng phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phòng chống dịch, hạn chế tối đa tiếp xúc với người địa phương, nghiêm cấm tham gia các sự kiện tập trung đông người, các điểm vui chơi giải trí. Thừa Thiên Huế cũng khôi phục lại toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đi Đà Nẵng và Quảng Nam.